riết em tới với anh là em nhận nhiều cay đắng không phải thuộc về em, nhưng mà em vẫn nhận. Hôm nay anh làm điều này, anh làm cái ngày hôm nay anh làm điều này để cho những người đàn ông rình rập xung quanh em và những bánh bèo lãng giải trước mặt anh sẽ quay mặt bỏ đi. Và từ hôm nay tất cả mọi thứ gì của anh, nhà cửa xe cộ tiền bạc, kể cả những hơi thở của anh cũng là của em. Từ hôm nay em có thể gọi anh là chồng và hãy về nhà của anh. Vâng, xin được chúc mừng nữ diễn viên Nhã Phương. Cảm ơn chương trình. Và hãy về nhà của anh để sắp xếp lại cuộc đời cho anh. Nếu như hôm nay em không nhận thì ngày mai không ai thấy anh ở đâu nữa, vì không có em là mọi thứ kết thúc. Trường Giang ơi, quý mình nghĩ là ngay giờ phút này bạn hãy tiến về phía ghế của nữ diễn viên Nhã Phương để thể hiện tình cảm của mình. Và thưa quý vị, xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Công Đinh, nghệ sĩ Cát Tường, và một lần nữa xin được chúc mừng hai nghệ sĩ Trường Giang và nghệ sĩ Khả Như đã giành về giải thưởng nam nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một hạng mục cũng vô cùng quan trọng và không kém phần thú vị. Đó chính là hạng mục diễn viên hài được yêu thích nhất.